Kính thưa công chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước, kính thưa công chí chủ tọa phiên họp, kính thưa Quốc hội, kính thưa đồng bào và cử tri cả nước. Trước tiên thì tôi xin thay mặt cho Bộ Tài nguyên Môi trường cảm ơn Quốc hội, các đại biểu Quốc hội và đặc biệt là các đại biểu đã phát biểu trong hai ngày vừa qua đã quan tâm, chia sẻ, đồng hành, góp ý và phản biện đối với lĩnh vực quản lý của Bộ Tài nguyên Môi trường. Và đặc biệt là trong thời gian vừa qua thì cái việc mà chuẩn bị để trình cái dự thảo luật đất đai sửa đổi luật đất đai 2013 là có sự đóng góp hết sức cụ thể của các hội đồng dân tộc, các ủy ban, các đại biểu Quốc hội cũng như các địa phương, các bộ ngành. Tôi xin được dành thời gian để làm rõ thêm và báo cáo thêm với các đại biểu Quốc hội về một số vấn đề lớn mà đã nêu trong cuộc họp phiên họp này. Thứ nhất là đối với đại biểu Vũ Thị Lưu Mai, đại biểu Mai Văn Hải, rồi nhiều đại biểu khác, đặc biệt là đại biểu Nguyễn Văn Huy, đại biểu Nguyễn Như So, thì đã nêu lại vấn đề hết sức quan trọng, đó là vấn đề quản lý đất đai. Tôi cũng xin bày tỏ sự đồng tình, thống nhất với nhận xét của các đại biểu về những vấn đề tồn tại bất cập hiện nay và nguyên nhân. Thực ra thì tổng kết nghị quyết 19 và khi Trung ương thông qua nghị quyết 18 và trong báo cáo tổng kết về cái luật đất đai sửa đổi thì những cái vấn đề tồn tại yếu kém, những cái nguyên nhân này cũng đã được chỉ ra. Và hôm nay các đại biểu một lần nữa đã nhắc lại thì tôi hoàn toàn đồng tình. Để giải quyết những vấn đề này thì báo cáo các đại biểu là phải nói là cái lãng phí đất đai do các dự án chậm tiến độ, dự án treo. Thì trong thời gian vừa qua, trước đây thì chúng ta có 28.155 hectare. Thì trong thời gian vừa qua thì chúng ta đã giải quyết được trên 10.000 hectare. Như vậy là hiện nay còn 18.000. Thì nguyên nhân thì có rất nhiều. Nhưng mà nguyên nhân thứ nhất là do vấn đề chậm giải phóng mặt bằng. Nguyên nhân thứ hai là do các cái quy hoạch đang thay đổi. Nguyên nhân thứ ba là nguyên nhân mà hiện nay là các nhà đầu tư đã lựa chọn mà kém năng lực nên không đầu tư được. Và nguyên nhân thứ tư là trong quá trình mà xử lý thì các cái vấn đề về pháp luật đất đai, các pháp luật có liên quan có những cái khoảng trồng chéo, nên là đối với vấn đề này thì khi các dự án này là những dự án là đã vi phạm pháp luật do cơ quan quản lý, người quản lý hoặc là do các nhà đầu tư thì đã có cái kết luận của thanh tra hoặc là có cái bản tuyên án của tòa án hoặc là ý kiến ủy ban kiểm tra. Thì đây là những vấn đề mà cái nguyên nhân mà chậm mà tôi muốn nói đây là có thể hơn 10.000 nhưng không phải 10.000 đâu. Thì từ các nguyên nhân đấy thì hiện nay chính phủ đang làm những công việc gì? Thứ nhất là đối với các dự án hiện nay mà tồn tại vướng mắc khó khăn trong lịch sử thì chính phủ đã lập một cái đề án và đã tập trung 4 thành phố hiện nay có trên gần 2.000 dự án như vậy đang vướng mắc và đã có đưa ra các phương án để xử lý và đề xuất các cấp thẩm quyền. Và thời gian tới những vấn đề lớn sẽ báo cáo với Bộ Chính trị, xin Bộ Chính trị để giao cho các cơ quan có thẩm quyền sẽ xử lý. Và tôi cũng rất đồng tình với đại biểu rằng là cách xử lý thì đối với việc mà luật đất đai chắc chắn sẽ tiếp thu toàn bộ ý kiến của các đại biểu. Các đại biểu sẽ có dịp, sẽ góp ý thời gian tới. Nhưng mà từ nay đến năm 2024 thì nên ban hành các nghị quyết của Quốc hội nếu đó là thẩm quyền Quốc hội, hoặc là nghị định của Chính phủ nếu là thẩm quyền của Chính phủ, hoặc là vấn đề liên quan địa phương thì theo thẩm quyền chúng ta sẽ đưa ra một cơ chế để giải quyết những cái vấn đề tồn tại mà vướng mắc phổ biến hiện nay đối với 4 tỉnh thành phố, và sau đó chúng ta sẽ xem xét để tính toán đối với các địa phương khác trong cả nước. Tất nhiên phải bám sát cái nguyên tắc đó là chúng ta không làm thất thoát tài sản của nhà nước, thứ hai là không để lợi dụng để rồi cái việc mà hợp thức hóa những cái sai phạm, tức là chúng ta vẫn giải quyết vấn đề. Thứ ba nữa là không làm ảnh hưởng đến bên thứ ba mà ngay tỉnh, tức là liên quan đến dự án hiện nay ảnh hưởng đến hàng nghìn các hộ dân. Đối với vấn đề mà để đảm bảo cái thực hiện vấn đề tránh cái lợi ích nhóm, rồi các vấn đề liên quan đến cái việc mà lợi dụng trong cái chính sách đất đai thì luật đất đai lần này sẽ tập trung rất cụ thể vào vấn đề các công cụ như quy hoạch, kế hoạch, rồi vấn đề liên quan đến định giá và hầu hết các phương thức giao đất sẽ là đấu thầu và đấu giá để đảm bảo công khai minh bạch. Và trên cơ sở chúng ta có một cái nguyên tắc như đại biểu Nguyễn Minh Thông đã nói rằng là vấn đề định giá thì định giá hiện nay ấy, là chúng ta được quy định trong luật bao gồm khung giá, bảng giá và định giá cụ thể. Mặc dù vậy thì cái khung giá và bảng giá nó đã không sát thị trường. 5 năm một lần
Thì bởi vậy nên là các phương pháp định giá ở đây, thêm vào đó nữa là các cơ sở dữ liệu thông tin về đất đai, giá đất được thu thập và không đầy đủ chính xác. Nên chúng ta cũng dẫn đến có bốn phương pháp thì đúng là phù hợp với thông lệ quốc tế. Và nếu chúng ta có đầu vào chính xác về dữ liệu đất đai thì chúng ta có thể định giá được. Thì lần này sẽ thay đổi cơ bản phương pháp định giá theo định giá trên cơ sở chúng ta xây dựng những cái điều kiện khác để thực hiện, như là các cái cơ sở dữ liệu về đất đai bao gồm giá đất, rồi chúng ta quy định về các hợp đồng, rồi là quy định chế định cái trách nhiệm phải qua sàn giao dịch và đăng ký đối với người dân. Thì tất cả những vấn đề đấy chúng ta sẽ làm mà cũng không thể làm bằng thông tư được, bởi vì để có một cái phương pháp định giá mới thì phải thay đổi ngay từ trong luật và thay đổi một cách cơ bản cái phương pháp định giá mới. Thì tôi xin được báo cáo với đất đai như vậy. Nội dung thứ hai thì các đại biểu cũng đã phát biểu nói rất nhiều về vấn đề biến đổi khí hậu. Thì xin báo cáo với Quốc hội rằng đây là một vấn đề hết sức lớn. Vấn đề biến đổi khí hậu đã đến một cái thời điểm có thể nói là vấn đề hết sức gay gắt, phức tạp, và nó trở thành vấn đề sống còn nếu chúng ta không có những quyết định kịp thời. Cái điều này thì đã khẳng định. Và chính như vậy nên cái việc mà Việt Nam đã thể hiện cái cam kết, khẳng định cái trách nhiệm tại hội nghị biến đổi khí hậu, đó là một con đường để Việt Nam vượt qua thách thức của chính mình và thể hiện cái trách nhiệm của Việt Nam. Thì như vậy là hiện nay nói về pháp lý, chúng ta đã có luật khí tượng thủy văn nói về thích ứng, có luật bảo vệ môi trường nói về giảm phát thải, chúng ta đã có nghị định 06 của chính phủ nói về giảm phát thải và nói về quyết định 01 về xác định các đối tượng sẽ giảm thải. Chúng ta đã tiến hành đàm phán với các nước về chuyển đổi năng lượng. Chúng ta đã thực hiện cái chuyển đổi sơ đồ điện 8 theo hướng là cơ cấu cái năng lượng tái tạo tăng lên, vân vân. Nói tóm lại là chúng ta sẽ có là đứng trước thách thức. Cái thách thức này chắc chắn đó là quá trình chuyển đổi chung này của toàn cầu, của thế giới. Cả các chính sách kèm theo. Nếu chúng ta tận dụng cơ hội, chúng ta theo được xu hướng này, chúng ta sẽ chuyển đổi được cái nền kinh tế của chúng ta theo hướng kinh tế carbon thấp, chuyển đổi xanh. Và đây là một điều mà rất rõ ràng và chúng ta có tiềm năng rất lớn. Riêng năng lượng gió ngoài khơi thì chúng ta có tính toán sơ bộ có hơn 600 GW. Như vậy là gấp khoảng 5 lần với cái nhu cầu mà điện hiện nay chúng ta đang sử dụng. Đây là một tiềm năng rất lớn, thì chính phủ đã có chỉ đạo và hiện nay thì chính phủ đã phê duyệt đề án thực hiện COP26 bao gồm các nội dung cụ thể, và chính phủ cũng đã chỉ đạo đàm phán với các nước phát triển, đặc biệt là G7, để thu hút cái công nghệ chuyển đổi về chuyển giao công nghệ, cũng như là liên quan đến vấn đề về nguồn tài chính về biến đổi khí hậu. Về vấn đề môi trường thì chúng tôi hoàn toàn đồng tình. Vấn đề này thì Quốc hội đã quyết định, bây giờ chỉ còn là khâu thực hiện. Từ nay đến năm 2025 thì chúng tôi sẽ đưa ra các mô hình về công nghệ, rồi cũng sẽ giải quyết các vấn đề liên quan đến lựa chọn các nhà đầu tư, và sẽ có chính sách để làm sao các dự án về hạ tầng, về môi trường, hạ tầng về biến đổi khí hậu. Thì đây là những dự án cần ưu tiên và sẽ có cái cơ chế ưu tiên cái quỹ đất này. Chúng ta đấu giá là chọn về đầu tư, chọn công nghệ, chứ không phải là đấu giá về đất đai để thực hiện các dự án này. Và tương tự như vậy thì các vấn đề, các đại biểu nói về vấn đề xã hội, nhà ở xã hội, nhà ở sinh viên, thì trong dự thảo luật này chúng ta cũng xác định đây là những đối tượng mà nhà nước sẽ tạo cái quỹ đất và không thu tiền sử dụng đất đối với cái này, để làm sao cái giá nhà xã hội, giá nhà ở sinh viên nó hợp lý. Bên cạnh chúng ta sẽ phát triển các cái chuỗi cung ứng khác cao cấp hơn thì nó sẽ theo thị trường. Thì thời gian ngắn xin được báo cáo với Quốc hội một số nội dung như vậy. Xin một lần nữa trân trọng cảm ơn Quốc hội.